Bà không cần khởi nghiệp, chỉ dựa vào làm thuê mà kiếm được 1,1 tỷ đô la Mỹ, đủ để mua 3 công ty như Sohu. Bà đã giúp AMD từ mức giá dưới 2 đô la Mỹ một cổ phiếu tăng lên hơn 200 đô la Mỹ, khiến Intel phải lép vế. Mỗi lần ra mắt sản phẩm, bà luôn mang đến những sản phẩm còn lấp lánh hơn cả chiếc nhẫn kim cương 8K ra trên ngón áp út. Kiến trúc Zen, bộ xử lý ra sân, các đồ họa giới X5000, chip tính toán Mi 300. Dưới sân khấu, người hâm mộ hô vang AMD Z, hòa cùng lời khẳng định dẫn đầu vượt trội ở phía bờ đại dương kia. Không ai khác, bà chính là cứu tinh của AMD, CEO giàu nhất thung lũng Silicon, Lisa Su, Tô Tư Phong. Vì đối đầu quyết liệt với NVDA trong lĩnh vực các đồ họa và chip tính toán, cộng với việc bà giống CEO NVDA Jensen Huang, đều sinh ra ở Đài Nam, Đài Loan, có tin đồn rằng bà và lão Hoàng là họ hàng xa, bà phải gọi ông là cậu họ, nhưng trên thực tế, Lisa Su không cần phải dựa vào mối quan hệ đó. Bà là viện sĩ Viện Hàn lâm Kỹ thuật Quốc gia Hoa Kỳ, Chủ tịch Liên minh bán dẫn quốc tế, và còn được gọi là người phụ nữ quyền lực nhất thế giới. Những thành tựu này có được nhờ vào 3 cuộc đại chiến mà bà dẫn dắt kể từ khi gia nhập AMD. Cuộc đại chiến thứ nhất, ra mắt kiến trúc Zen đến lật ngược thế cờ trước Intel. Năm 2014, Lisa Su đảm nhận vị trí CEO của AMD, một công việc đầy thách thức. Trước bà, AMD đã thay tới 4 CEO trong vòng 4 năm, hoạt động kinh doanh bết bát, CPU bị Intel áp đảo, GPU bị NVIDIA đè bẹp. Đặc biệt, thương vụ mua lại ATI với giá 5,4 tỷ đô la Mỹ không mang lại lợi ích 1+1 lớn hơn 2 mà ngược lại, khiến AMD thua lỗ hơn 4 tỷ đô la Mỹ. Thảm họa lớn nhất là dòng sản phẩm HD 6900 ra mắt năm 2010, với vị trí tản nhiệt và chân cắm nguồn bị lỗi, đến mức AMD phải thuê người mài tay từng chiếc chân cắm để sửa lỗi, khiến cả thế giới bật cười vì tinh thần thủ công của họ. Năm 2014, giá cổ phiếu AMD rớt xuống dưới 4 đô la Mỹ, giá trị vốn hóa chỉ còn 5 đến 6 tỷ đô la Mỹ, bằng 1/20 của Intel. Lisa Su nhận ghế CEO với nhiệm vụ dọn dẹp đống hỗn độn. Bà đã làm gì để hồi sinh AMD? Chiến lược đầu tiên, cắt giảm dự án. Trước đây, AMD cố gắng cạnh tranh toàn diện với Intel, mở rộng quy mô quá mức. Lisa Su đề xuất tập trung vào 3 lĩnh vực: trò chơi, trung tâm dữ liệu và nền tảng nhập vai, đồng thời cắt giảm toàn bộ những mảng khác, thậm chí bán cả dây chuyền sản xuất chip. Quyết định này không chỉ dẫn đến việc cắt giảm 7% nhân sự, mà còn khiến doanh thu năm đó giảm gần 40%, giá cổ phiếu rớt xuống dưới 2 đô la Mỹ, cả thung lũng Silicon đều cười nhạo bà cô người Hoa này. Chiêu thứ hai của Lisa Su, kiếm thêm tiền. Dưới sự lãnh đạo của bà, AMD đã ký hợp đồng cấp phép công nghệ với công ty Trung Quốc Higon và hợp tác với Tongfu Microelectronics để thành lập một công ty liên doanh, sau đó bán 85% cổ phần. Những bước đi này đã mang về cho AMD 660 triệu đô la Mỹ. Cắt giảm dự án và kiếm thêm tiền chỉ là bước đệm, điều Lisa Su thực sự muốn làm là chiêu thứ ba, dồn sức cho nghiên cứu và phát triển. Bà gần như dồn toàn bộ nguồn lực vào việc phát triển kiến trúc Zen, với xuất thân là dân kỹ thuật, bà hiểu rõ tiềm năng của Zen. Tuy nhiên, trong quá trình nghiên cứu, giá cổ phiếu của AMD tiếp tục giảm, khiến bà phải đối mặt với nhiều chỉ trích từ cổ đông và ban quản lý. Lisa Su kiên trì chịu đựng áp lực, thậm chí có thời gian bà gần như sống trong phòng thí nghiệm để làm việc. Cuối cùng, vào năm 2017, thế hệ đầu tiên của bộ vi xử lý ra sân dựa trên kiến trúc Zen đã ra mắt. Hiệu suất của nó tăng 52% so với sản phẩm trước đó. Một năm sau, thế hệ ra sân thứ hai được phát hành với hiệu suất ngang ngửa Intel Core i7 nhưng giá chỉ bằng 1/2. Các game thủ đồng loạt hô vang AMD Z. Dưới áp lực từ AMD, Intel không còn dám nhỏ giọt cải tiến nữa và thị trường CPU bước vào thời kỳ phát triển nhanh chóng. Lisa Su trở thành nữ thần của cộng đồng game thủ, được gọi thân mật là mẹ Su. Cuộc đại chiến thứ hai, đột phá các đồ họa cao cấp, thách thức NVIDIA. Kể từ khi mua lại ATI vào năm 2006, AMD đã quyết tâm đối đầu với NVIDIA trong lĩnh vực các đồ họa. Ban đầu, cả hai ngang tài ngang sức, không bên nào áp đảo được bên nào. Nhưng đến năm 2013, khi AMD gặp khó khăn nghiêm trọng trong mảng kinh doanh CPU cốt lõi, tình hình tài chính của công ty trở nên eo hẹp, kinh phí cho bộ phận GPU bị cắt giảm, trong khi NVIDIA lại đổ tiền vào phát triển nền tảng CUDA và bắt đầu thu hoạch thành của. NVIDIA không thiếu tiền để đầu tư vào nghiên cứu, và từ đó, khoảng cách giữa hai công ty ngày càng lớn. Ngoài vấn đề thiếu vốn, AMD còn gặp rắc rối với chiến lược phát triển. Các đồ họa dòng dây điên của AMD luôn muốn cân bằng giữa hiệu suất tính toán và số khung hình trên dây, dẫn đến việc thiết kế ngày càng cồng kềnh. Dù thông số tính toán trên lý thuyết rất cao, hiệu suất thực tế lại không đạt kỳ vọng. Trong khi đó, CEO của NVIDIA Jensen Huang từ sớm đã nhận ra từ huyệt của các đồ họa chơi game chính là FPS. Ông liên tục tinh giản, loại bỏ mọi đơn vị tính toán không liên quan đến game, từ đó mang lại lợi thế hiệu suất vượt trội. Sự vượt trội này giúp NVIDIA trở thành vua của phân khúc các đồ họa cao cấp, chiếm hơn 90% thị phần, trong khi AMD chỉ còn lại thị trường tầm trung và giá rẻ để sinh tồn. Năm 2018, khi đã thoát khỏi bóng tối trên thị trường CPU, Lisa Su tuyên bố AMD sẽ tiến quân vào phân khúc các đồ họa cao cấp. Chỉ trong một năm, bà đã cho ra mắt kiến trúc ADNA hoàn toàn mới so với thế hệ trước GCN. ADNA không chỉ cải thiện tỷ lệ hiệu năng trên năng lượng lên đến 50%, mà còn giảm mạnh các tính năng tính toán không cần thiết, được mệnh danh là sinh ra để chơi game. Dựa trên kiến trúc mới, AMD đã phát hành Radeon 7, các đồ họa 7nm đầu tiên trên thế giới. Sản phẩm này tiếp tục phát huy thế mạnh giá thành trên hiệu năng của AMD, dù rẻ hơn RTX 4080 của NVDA tới khoảng $200, nhưng hiệu năng không hề thua kém. AMD đang dần khẳng định vị thế trở lại trên thị trường các đồ họa. Hiện tại, sản phẩm được chú ý nhất của AMD không phải là các đồ họa chơi game, mà là chip tính toán, lĩnh vực đang mở ra tiềm năng vô hạn trong thời đại trí tuệ nhân tạo. Năm 2022, AMD hoàn tất thương vụ mua lại Xilinx với giá trị lên đến $50 tỷ. Đây được coi là bước mở màn cho hành trình AMD tiến vào thị trường AI. Xilinx là nhà phát minh và dẫn đầu thị trường về FPGA, chiếm một nửa thị phần toàn cầu. FPGA có lợi thế cốt lõi là khả năng cấu hình linh hoạt, chip sử dụng kiến trúc này, ngay cả sau khi sản xuất và lắp đặt, vẫn có thể được lập trình lại hoặc nâng cấp chức năng. Ví dụ, tính năng cập nhật OTA trên các ô tô thông minh đều không thể thiếu kiến trúc này. FPGA cũng đóng vai trò quan trọng trong điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo. Việc thâu tóm Xilinx đã giúp AMD có được vé tàu để bước vào kỷ nguyên AI. Tháng 12 năm 2023, AMD chính thức ra mắt chip tính toán Mi 300, được mệnh danh là có thể vượt mặt NVIDIA H100. Các ông lớn như Microsoft, Meta, Oracle, Google và Amazon đã nhanh chóng đặt hàng. Tất nhiên, NVIDIA không chịu thua, họ ngay lập tức tung ra bản nâng cấp H200 để cạnh tranh. Sau nhiều năm vô đối trên thị trường, NVIDIA cuối cùng cũng gặp phải đối thủ đáng gờm, Lisa Su. Lisa Su, năm nay 55 tuổi, vẫn đang viết tiếp huyền thoại của mình tại thung lũng Silicon. Ba cuộc đại chiến của bà có lẽ chỉ là khởi đầu, thời đại của AMD dưới sự dẫn dắt của Lisa Su vẫn còn đầy hứa hẹn.